được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh thánh thiện, tên người là Monica. Monica sinh vào năm 332 tại làng Sukara bên Phi Châu, được sống trong bầu không khí đạo đức của gia đình. Monica sớm trở thành cô bé ngoan hiền, nhiệt thành, sốt sắng, là người mẹ luôn hy sinh, thay đổi chồng con trở nên người tốt. Qua đời vào năm 387 khi Agustino, đứa con ngỗ ngược, trở thành giám mục. Hôm nay mừng kính ngài, chúng con cầu xin cho các bà mẹ biết giáo dục con cái mình mến Chúa yêu người. Xin cho các bà mẹ công giáo biết nêu gương cho con cái trong đời sống đức tin của mình. Hôm nay Hiền Mẫu Giáo xứ Tháp Mẫu muốn gửi đến quý cha, quý sư, quý vị qua chương trình văn nghệ nhỏ ngày hôm nay, để mở đầu cho chương trình với bài thánh ca Khúc Ca Cảm Tạ do ca đoàn Hiền Mẫu trình diễn. Kính thưa quý cha, quý vị, quý ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ, quý ông bà cố, rồi toàn thể các bà mẹ giới Hiền Mẫu và Giáo xứ Thánh Mẫu, rồi tất cả chúng con thiếu nhi, tất cả mọi người thấy tinh thần có vui không? Vui không? Không khí quá dễ thương, quá tốt đẹp đi. Chúng ta có một cái buổi để quây quần lại với nhau, rồi các mẹ sẽ trình bày cho chúng ta một cái chương trình văn nghệ gọi là nhỏ nhỏ nhưng mà thật ra rất là công phu và rất là tốt và rất là đẹp, rất là hay. Xin mời mọi người cùng cùng tham dự vào cái chương trình này. Rồi qua những cái chương trình như vậy đó thì là giới Hiền Mẫu chúng ta càng ngày càng hiệp nhất với nhau hơn, càng ngày càng chia sẻ những công việc với nhau nhiều hơn. Rồi qua đó thì chúng ta động viên nhau, nhất là các bà mẹ động viên nhau để sống cái ơn gọi bà mẹ của mình. Cho nên bầu khí chiều hôm nay thật là đẹp và rất là ý nghĩa nữa. Không chỉ các mẹ còn có nhiều thành phần khác cũng tham dự với chúng ta chiều hôm nay. Vậy thì trước hết là xin cảm ơn giới, cảm ơn ban điều hành, giáo xứ cũng như giáo họ, các bà mẹ, rồi cảm ơn ca đoàn các bà mẹ. Các mẹ hôm nay rất là xinh đẹp, rồi mà vui tươi xinh đẹp, bầu khí rất tốt. Rồi cũng cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tập kịch mẹ, âm thanh, ánh sáng, ẩm thực, tất cả mọi công việc đó nữa. Cảm ơn rất nhiều vì sự công tác của chiều hôm nay. Và xin chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui tươi và bình an, và chúc các mẹ tìm được một buổi tối tràn đầy ý nghĩa với ơn gọi và sứ vụ của mình. Và chúc cho tất cả các diễn viên chiều hôm nay chúng ta trình diễn thật là vui tươi, sống động, tốt đẹp để đem lại niềm vui cho mọi người. Xin chúc một buổi tối bình an, tốt lành và thánh thiện đến với tất cả mọi người chúng ta. Cha tuyên bố khai mạc văn nghệ cũng như là tiệc mừng của giới các bà mẹ, giới Hiền Mẫu Giáo xứ Thánh Mẫu. Xin một tràng pháo tay lớn lên nào. Thank you.
trên bài. Thank you.
Giống như tuổi thơ nó quay cuồng.
một chút tình dành cho con cái, dành cho cha mẹ cũng được so đo tính toán, làm cho nền nếp gia đình đảo lộn và thay đổi. Tất cả đều có sự đổi thay, nhưng tình mẹ dành cho con cái không bao giờ thay đổi. Cho dù con của mẹ bất hiếu đến đâu, ngộ ngược đến chừng nào, mẹ có nghĩa là cho đi mãi mãi, không bao giờ đòi lại. Mẹ là duy nhất, là một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Với tất cả tâm tình đó, chúng tôi gửi đến quý vị qua tiểu phẩm Tình Mẹ Bao La. Mới tròn và sắp gần 30 năm dỗ của ông rồi. Xưa ông nói, ông ở với tôi suốt đời. Vậy mà ông ra đi, để lại cho tôi bao nỗi trong buồn. Nhờ có các con mà tôi đã vượt qua. Thì các con bây giờ lớn đã lập gia đình, nên giờ quên mất cái thất già này. Mời đồ ăn. Mà
ngày nào chứng minh ngày đó thì hỏi ngày nào chứng minh ngày đó đi tăng. Trời ơi, mình đã chơi cả ngày giờ về nhà sao mà nó chán quá vậy? Chắc phải rủ mấy con bạn qua đánh bài cho nó vui cái đã. Ủa, sao mà Linh nói vậy ta? Mình vừa mới định gọi nó mà nó gọi cho mình rồi. Alo. Ủa, chị hai hả? Có chuyện gì không chị? Thì tỷ hôi mình. Ủa, đến bà già có đấy hả chị? Em đang bận lắm. Thôi từ từ nghe chị. Chào chị. Là mình mất hứng. Lòng mẹ bao nhiêu biển thẳng.
bà lão, bà ơi, bà ơi, bà tỉnh lại đi, bà ơi, bà ơi, bà tỉnh lại đi, bà ơi. Mẹ ơi, các anh chị đâu hết rồi mà lại để mẹ đến đây tìm con thế này? Ở nhà có chuyện rồi đúng không? Mẹ ơi, sao mẹ lại ra nông nỗi thế này hả mẹ? Mẹ đừng có khóc nữa, có con đây rồi. Mẹ vào đây ngồi với con đi. Thank you.
ơi, em đưa mẹ về rồi đây. Ôi nội ơi, con nhớ nội. Mẹ ơi. Mẹ ơi, chúng con thật có lỗi với mẹ. Xin mẹ tha tội cho chúng con. Cảm ơn em đã đem mẹ về đoàn tụ với gia đình mình. Mẹ ơi, bây giờ mẹ vui rồi đúng không mẹ? Mẹ rất là hạnh phúc và thật là sung sướng vì gia đình chúng ta đã đoàn tụ bên nhau. Chúng con cảm ơn mẹ. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi muốn nói rằng Phật làm con hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho cha mẹ khi còn sống. Và tiếp theo chúng tôi xin gửi đến quý vị bài hát Tình Mẹ Bao La.
vào cộng đoàn Kiền Diệp. Noi gương Thánh nữ Monica, mỗi người mẹ chúng con luôn cố gắng nêu gương sống đức tin, đức mến và sống những chân của sự khiêm nhường, hiền hòa, kiên trì trong đời sống gia đình. Bên cạnh đó, mỗi hiền mẫu chúng con luôn cố gắng gìn giữ và phát huy vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, công, chung, ngôn, hành. Mỗi người một vẻ, mỗi người một khả năng do chúng ta. Chúng con hiệp thông với nhau, tạo nên vườn hoa đa sắc màu trong đời sống thường nhật và đời sống phục vụ. Trong ngày mừng lễ Thánh nữ Monica hôm nay, chúng con xin được giới thiệu đến quý cha và cộng đoàn vườn hoa ấy với tiết mục Sắc màu Thánh mẫu. Và giờ đây, con xin quý cha và quý cộng đoàn cho con giới thiệu về cái nét đẹp của tiết mục hôm nay. Cái độc đáo của tiết mục Sắc màu Thánh mẫu là với một bộ trang phục từ thiết kế và được sử dụng từ những cái vật liệu rất là thô sơ và tái chế, đã làm nên những bộ trang phục và những cái vương miện, mỗi người một vẻ, một cái một kiểu, không cái nào trùng hợp thế nào. Và con bảo đảm cái bộ trang phục này là độc nhất vô nhị, không có bộ thứ hai. Và con cũng xin giới thiệu là cái liên đạo múa của cái tiết mục, của cái chương trình hôm nay Sắc màu Thánh mẫu là em Tùng Nhân và em Thương Linh là biên đạo múa, và em Tùng Nhân là biên đạo biểu diễn và nhảy. Cho nên các mẹ chúng con bữa nay bung bộ trang phục là do chị Mai Quỳnh thiết kế và được sự công tác của chồng là anh Việt và người con trai là Tùng Nhân. Lúc mấy con ra đây. Với bàn tay khéo léo của Quỳnh và được sự tác của Tùng Nhân thì những bộ trang phục này là được cắt giá và vẽ một cách rất là tỉ mỉ. Thì em Tùng Nhân là một, hiện tại là một sinh viên ưu tú và là một bác sĩ tương lai của đất nước Việt Nam nói chung và của giáo sư Thánh mẫu chúng ta nói riêng. Em về nghỉ được hơn một tháng mà không có đáng lẽ nghỉ ngơi và chơi với bạn bè, anh đã dành tất cả cái thời gian đó cho hiền mẫu giáo sư Thánh mẫu chúng con. Đó, đã lên tập cho các mẹ nhiều đêm và về nhà là thiết kế và đi mua đồ từng tỉ mỉ, mà em Tùng là người đã vẽ nên những cái bộ trang phục hôm nay. Đó, con xin giới thiệu sơ vậy.
Vậy mà mẹ vẫn đứng lên